Một cái lượng người chơi đã bị giảm trầm trọng nếu như tôi không muốn nói rằng từ game này chuẩn bị dead. Và ngay bây giờ các bạn có thể thấy tài khoản của Mi Đại Thần sẽ bị ban trong 3, 2, 1 and boom. Thời gian ban là forever. Vậy thì đánh thật forever, forever alone. Đánh một mình thật forever. Vĩnh viễn các bạn ạ. Yo, oh my god. Và như vậy là chúng ta đã chính thức bị ban khỏi con game Toilet Tower Defense. Đây là cái tài khoản mới tạo của tôi các bạn nhé, không hề có một con unit nào rồi. Đấy, trong video, nếu mà các bạn có xem video gần nhất của tôi thì cái tài khoản God Bi Huỳnh XD của Bi Đại Thần nó sở hữu những thứ bao gồm là rất là nhiều những con Titan Speakerman, một số con là những con Toxic Red Titan Cameraman. Rồi đặc biệt hơn là tôi có hai con unit ultimate của tựa game này. Một con là Upgrade Titan Realman, tôi vào được top 100 của chế độ Endless. Và con thứ hai là Upgrade Titan Clockman, con unit hiếm nhất, mắc nhất và đắt nhất của cái trò chơi này. Và rất rất là nhiều những con unit xịn sò khác như là Engineer, hay là những cái con hiếm hiếm từ thời xưa mà tôi đã săn được với cái giá là từ vài chục cho đến vài trăm ca gem các bạn ạ. Và tài khoản đó đã chính thức bay màu vĩnh viễn như tôi đã vừa show cho các bạn xem. Tới đây thì sẽ có một số câu hỏi, ví dụ như là anh Bi Đại Thần làm cái đếu gì mà bị ban với anh, có phải là anh sử dụng hack cheat, có phải là anh làm một cái quần què gì đó hay không, có phải là anh khẩu nghiệp, anh dám chửi con game thân thương này là Toilet Tower Flop cho nên là anh bị ban hay không. Thì ra tôi cũng không biết nữa các bạn ạ. Có rất nhiều lý do khiến cho tôi bị ban. Nó có thể là khẩu nghiệp. Đúng thật là có đôi khi là tôi cũng hơi nói nặng lời với con game này. Ví dụ những cái từ ngữ như là Toilet Tower Flop vân vân và mây mây. Nhưng mà tôi cũng có cái khen. Nếu mà các bạn xem cái video update của tôi ở trước thì admin Theodoric đã cho những cái con unit mang những cái lá cờ đậm sắc Việt Nam vào bợ đứt các anh em Đông Lào chúng ta, để gọi là khiến cho cái người chơi nó tăng trở lại. Nhưng mà rất tiếc rằng nó vẫn bị flop. Tôi cũng có khen và cũng có chê, nhưng mà phần lớn lý do tôi nghĩ là do là tôi quảng cáo các dịch vụ liên quan đến Toilet Tower Defense, gem, unit các bạn ạ. Chính vì thế nên admin đã kiểm tra và ban cái nick tôi. Thì trong mấy ngày gần đây các bạn cũng có thể thấy là có một số các YouTuber khác cũng bị tình trạng tương tự rồi. Một số thì cũng có đăng video và một số thì không. Tôi ví dụ như em Snack chẳng hạn, khoảng tầm 3-4 ngày trước thì cái nhân vật đầu tiên mà bị ban nó không phải là tôi đâu các bạn, mà là em Snack thân thương của tôi. Tầm khoảng 5 ngày trước đi, em Snack có vào đây nói với tôi là: anh Bi Huỳnh ơi, em vừa mới được gọi là làm partner của cái con game Toilet Tower Defense anh ạ. Mặc dù bây giờ là nó hơi flop, nhưng mà căn bản là cái game này bây giờ có cái partner thì nó sẽ đi ký tên cho fan được, cũng như là làm những cái content ác quỷ phai phai anh ơi. Đấy, thì tôi mới bảo là mẹ, bây giờ cái con game mà dead vãi nổi được mấy chục ngàn người chơi, bây giờ có cho cái partner anh cũng đéo thèm. Rồi, lúc đầu tôi có bảo như thế, nhưng sau một hồi suy đi ngẫm lại tôi mới bảo là mặc dù là con game này nó hơi đang ít người chơi thật, nhưng mà tôi rất là muốn làm những cái nội dung về nó để cho nó có nhiều người chơi hơn. Thì bằng chứng là các bạn có thể thấy là tôi ra trăm video cả về anime defense lẫn toilet khá là nhiều, nên tôi cũng nghĩ là tôi cũng cần cái partner để mà ký, rồi lâu lâu video live stream tặng những cái chữ ký cho fan. Đấy, thì tôi cũng gọi là hỏi em Snack cách mà đăng ký làm partner như thế nào, và sau đó là tôi cũng nhắn tin để tôi gửi ứng tuyển. Ok, và sau khoảng 2 ngày dài chờ đợi từ ngày 30 tháng 7 cho đến ngày 1 tháng 8 thì bạn này là bạn hỗ trợ của bên Toilet có trả lời với tôi là: xin chào, bạn đã có được partner. Ừ đấy, là lúc 4 giờ sáng ngày 1 tháng 8 các bạn nhé. Khi mà tôi ngủ dậy thì tôi rất là vui mừng, kiểu mà cuối cùng Bi Đại Thần cũng đã được làm partner sau 3-4 lần xin xỏ. Thì vào lúc 1 giờ mà tôi đăng nhập vào thì tài khoản của tôi đã bị ban như thế này, như các bạn đã thấy nhá. Đấy, khi mà tôi đăng nhập bị ban thế này thì tôi mới hỏi lại thằng khứa hỗ trợ, thì nó bảo là tài khoản bị ban rồi, nói chung là mày sẽ đéo thể nào khôi phục được đâu, nó để là thời gian vĩnh viễn, tức là mày sẽ bị ban vĩnh viễn, tao sẽ ban mày 1000 năm, đấy đầy con đầy cháu đầy chít của mày may ra thì mày mới vào được. Nói chung đây là một cái pha tự hủy đi thẳng vào lòng đất của Bi Đại Thần. Anh Bi Đại Thần tự cung cấp toàn bộ thông tin của anh ấy, như là cái tên của Roblox, cái UID của game, cái link kênh để cho admin nó vào nó check va. Anh Bi Đại Thần tự dâng hiến rồi cuối cùng là để bị ban. Sau khi bị ban thì tôi có nhắn tin cho Yune, tại vì Yune cũng đã đăng ký, để Yune rút lại cái tin nhắn với lại thằng admin. Nhưng mà đã quá muộn các bạn, Yune bị ban luôn. Và như vậy là toàn bộ 3 YouTuber của Yoshigang, bao gồm God Snack, God Bi Huỳnh và God Yune, đều đã bị ban của con game Toilet Tower Defense. Sau khi nghe cái câu chuyện này thì chắc chắn các bạn nên vào chửi thằng Snack, bởi vì thằng Snack là thằng đầu têu. Nếu như nó không khoe mẽ về cái việc là nó được nhận partner, nó không xàm lìn lại nhảy một đống thứ vào tình bạn bên tai của tôi thì tôi đã không nổi lòng tham. Các bạn có công nhận như vậy không? Mọi Snack phải nhớ mặt với tao hả?
Mày lo làm cách nào đó mày mở, mày kêu mặt min mở ba nước cho tao liền. Anh ơi. Nhưng thôi, bỏ qua vụ đó đi. Ngay bây giờ tài khoản mới này của tôi đã sở hữu là hơn 1 triệu gem của Toilet cho Defense các bạn ạ. Bây giờ tôi sẽ phải đi sắm lại toàn bộ mọi thứ. Thứ đầu tiên đó chính là mở cái hòm Fan Crest này các bạn nhá. Tôi sẽ đầu tư 200k gem để mở cái hòm Fan Crest này. Hy vọng nó sẽ ra những cái quả mở hòm bùng nổ giống như anh Bi Đại Thần đã từng làm trong những cái video trước đó. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng mở hòm Fan Crest nào, 200k gem để xem là được bao nhiêu cái con Titan các bạn nha. Let's go. Được không, được không? Hình như là mình không được con nào. Ừ, chưa được con nào các bạn ạ. Thì nói chung mà cái việc mà tôi mất tất cả mọi thứ như vậy, bị ban vĩnh viễn như vậy, các bạn hỏi tôi là có buồn hay không thì đương nhiên là buồn rồi. Bởi vì cái nick đó thật sự là nó vô cùng giá trị với tôi, nó có quá nhiều kỷ niệm với tôi. Các bạn nào mà theo dõi lâu thì có nhớ, và cái kỷ niệm sắc nét nhất thì có lẽ là những cái kỷ niệm ví dụ như là hành trình 24 giờ, hành trình 100 giờ săn cái con Upgrade Titan Real Man ở cái bảng xếp hạng Top Endland đó. Nó là một cái hành trình quá cảm xúc, chứa đựng rất là nhiều những cái kỷ niệm của tôi. Bây giờ phải tạo ra nick mới, phải làm lại từ đầu, nó vừa tốn kém mà nó vừa mất đi bao nhiêu kỷ niệm thì cũng buồn chứ các bạn. Mình buồn một nhưng mà mình thất vọng với cái tựa game này là 10 các bạn ạ. Ok, tôi được con Titan Fan Man đầu tiên này này. Nếu mà nói đúng ra thì tôi làm với con game này là nhiều view, gọi là top đầu Việt Nam rồi các bạn ạ. Ui, ui, một con, hai con, ba con. Hình như tôi được ba con Titan Fan Man các bạn ạ. Damn bro. Sời. Mà nhân phẩm này cứ phải gọi là vô cực. Thế này mà anh Ngạc Min lại lỡ ban em. Về cái lượng người xem của cái con game này thì chắc là tôi là làm nhiều, phải là top 1, top 2 của Việt Nam rồi các bạn ạ. Nói chung là nó có một, cũng có một chút ảnh hưởng gì đó đối với tựa game. Và nếu như các bạn bảo là ừ, cái anh có mấy trăm ca sub ăn thua thế đéo nào được, nước ngoài nó toàn là mấy triệu sub còn chả ăn thua đây, thì xin thưa với các bạn rằng là cái con game Toilet Tower Defense này nó nổi một phần, phần nhiều luôn nhá, đến từ cộng đồng người chơi tại Việt Nam. Tôi khẳng định với các bạn điều đó luôn. Các anh em Việt Nam chơi cái con game Toilet Tower Defense này rất nhiều. Ngay bây giờ cái lượng người chơi nó đang là 30 mấy nghìn. Tôi nghĩ cũng phải có phân nửa là người Việt Nam các bạn ạ. Thật sự là vậy luôn. Đến cái mức mà đội mua admin nó còn ra cái sự kiện cho lá cờ Việt Nam vào, là các bạn đủ hiểu là người chơi Việt Nam chơi con game này nhiều đến mức nào rồi mà. Cái đấy thì các bạn nhìn là thấy luôn, chứ tôi cũng không cần phải giải thích nhiều. Đâm ra là nó ban fan này thì tôi cũng hơi nản. Sắp tới chắc thì tôi cũng chỉ làm những cái nào mà liên quan đến update của game này, có cái gì hay hay thì tôi mới làm thôi các bạn. Chứ còn lại là tôi cũng sẽ chủ yếu làm bên con Anime Defender các bạn nhá. Tại vì bây giờ mà mất nick rồi, mất hết mẹ unit rồi, làm mấy cái thử thách này kia các kiểu là phải đi săn lại từng con, từng con, từng con, tốn thời gian vãi hò. Rồi, sau 200k gem để xem tôi được bao nhiêu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 con Titan Fan Man. Và ngay bây giờ nếu như mà các bạn comment cái tên Roblox của các bạn cũng như là một lời nhắn nhủ gì đó, thì trong video sau tôi sẽ tặng cho mỗi người một con Titan Fan Man các bạn nha. Ok, hãy đảm bảo là hãy nhấn nút like video và đăng ký kênh nếu như các bạn muốn Bi Huỳnh tiếp tục ra video về con Toilet Tower Defense này. Tôi nghĩ là cũng sẽ có khá là nhiều người muốn tôi làm tiếp về con game này đấy. Bởi vì con game này thật ra nó vẫn còn hot mà, nó ăn theo trend của cái series KBD Toilet mà. Đúng, đúng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi săn unit xem sao. Đầu tiên là bên cái mục Legendary thì chúng ta nhất định phải mua cho mình con Mewing TV Man. Ok chưa, đây là con Legendary gọi là top đầu luôn trong cái trò chơi này rồi. Tiếp theo là một em Replicao. Qua phần Mythical thì tôi sẽ mua những cái con mà hot hit nhất của nó. Chúng ta có một con là Titan Sigma Man cũng ok nè. Healer TV Woman này, một con quá lâu rồi. Một fun fact cho các bạn chưa biết thì tôi chơi con game này vào đúng cái sự kiện Valentine luôn. Là lúc mà nó có cái hòm mà mở ra con Healer TV Woman này luôn này. Santa TV Man này, mẹ mất sạch luôn, thậm chí bây giờ không có Santa luôn mà. Con Chef TV Man với lại là con Corrupted này thì chưa có ai bán. Cả cái con Clover này cũng vậy. Phần Godly thì sao? Phần Godly thì Make Bunny Titan này. Và sắm luôn một em Golden Future Leglock Man luôn các bạn nhá. Chắc là giá vẫn hơi cao đấy, nhưng mà thôi kệ, có gì mua ủng hộ bạn này luôn. 99,99 nghìn gem. Nhưng mà sao tôi mua không được này? Không bán nữa à? Hay sao vậy ta? Bên cái phần này là thì streamer này, streamer này, DJ TV Man cũng chưa có ai bán luôn. Ultimate cũng không có ai bán luôn. Rồi, Titan Clover Man 35k gem, có chữ ký luôn. Ok. Con Titan này thì cũng thuộc dạng limited rồi, chỉ có 34,2 nghìn con trên toàn thế giới thôi, do là cái sự kiện này nó kết thúc từ lâu rồi các bạn nhá. Corrupted. À, đấy có con Chef TV Man này. Ê, chép 12,5k gem là rẻ đấy chứ. Còn con Corrupted này có chữ ký mà thằng này nó bán tận 58 nghìn đấy.
Có mắc quá không vậy anh bạn? Con này mẹ phế vật vãi nồi. Chỉ được cái là nó có 8.000 con trên toàn thế giới thôi, nhưng mà nó phế lắm. Các bạn dùng nó thậm chí có đéo vượt qua được chế độ Nightmare, chứ nói gì là mang đi Endless nhá. Phế lắm, bán rẻ đi một chút đi anh bạn ơi. Titan Fireworkman. Một con unit mở thì khó nhưng mà rất là phế vật. Mua luôn, 47.000 gem. Golden Future Leglockman 90k gem. Ok, mua ủng hộ cho bạn này luôn. Chứ con này thật ra 90k gem là hơi đắt đấy. Con này tầm khoảng 70k thôi. Ok, mua con chữ ký là 94.000 gem các bạn nhá. GF 159 thì quá mắc. Mày bán quá đắt anh bạn à. Anh bạn nên giảm giá xuống đi nhá. Aqua Titan Speakerman. Đây là con unit mới nhất. Có lá cờ Việt Nam. Tôi đã từng làm một cái video tung hô về nó rất nhiều. Khen admin rất nhiều. Và admin thì trả tôi một cái giá cực kỳ đắt. Đó là ban mẹ vĩnh viễn tài khoản của tôi luôn. Ui, ở đây có bán Upgrade Titan Realman 495k gem này. Đâu? Mình có nên mua không nhờ? Mình có nên sở hữu luôn không nhờ? Mặc dù con này bây giờ nó cũng khá là phế vật, tại vì có quá nhiều người sở hữu các bạn. Có nên mua không ta? Nhưng mà con này bán mắc quá à. Con này mà bán 495k gem là quá đắt các bạn ạ. Phải giảm đi nhá. Con này tầm khoảng 300k gem thì may ra tôi mua. Ok, và sau khi sắm xương xương một hồi thì tôi còn có 500.000 gem thôi. Nói thật nhá, bây giờ mà để nhá, cái tài khoản của tôi mà nó như được như là cái tài khoản cũ của tôi thì chắc phải tiêu đâu đó là 2 triệu đến 3 triệu gem thì may ra mới đủ các bạn ạ. Bởi vì mỗi một con unit là nhiều khi tôi còn có 3-4 con, có khi là có khoảng 10 con cơ, chứ không phải một. Đâm ra là cái giá trị nó bị đội lên rất là nhiều. Một em Titan Beast Boneman giá là 3.100. Ừ, rẻ này, con này ok này, con này mạnh mà có 3.100 gem là ok nhá. Các bạn nên mua để sở hữu nhá. Streamer Cameraman. Quất luôn. Quất luôn. Astro Operated Titan Cameraman. Một con cũng vô cùng hot một thời. Tôi không biết là bây giờ các bạn có xài cái con Astro này để đi đi Endless nữa hay không. Nhưng mà hồi mà tôi còn cày rank Endless rồi, tôi cầm con này hơi bị nhiều luôn đấy. Nhưng mà nếu thằng nào bán luôn, nó cứ đăng bán cho vui, nhưng mà mình mua lại không bán nhá. Green Laser này. Ok. Con này sau khi mà nó được làm lại cái ngoại hình cũng như là bộ chiêu thức xịn sò hơn thì giá của nó được đẩy lên rất là nhiều. Nhưng mà 40k gem thì vẫn quá là mắc. 40k gem quá đắt. Còn DJ TV Man bây giờ mua mới khó này các bạn này. Bởi vì nó cũng có khá là ít đấy. Engineer Cameraman 100k gem. Really? Mà thằng nào nó có bán đắt như vậy, mua thế đéo nào được. DJ TV Man 265k gem. Bro, mẹ các bạn nào hay đi qua trading xem confirm cho tôi cái giá của con này phát. Mẹ thế đéo nào bây giờ nó lên tới 279k gem rồi. Hồi trước lần cuối mà tôi nhìn thì căng lắm, nó cũng chỉ tầm 100k gem thôi chứ. Vãi nồi, chúng ta gặp được Upgrade Titan Clockman 1.600.000 rồi các bạn này. Không đủ tiền rồi, nếu mà có đủ tiền thì tôi mua đấy. Nhưng mà tôi mua với cái giá là 1 triệu thôi, 1 triệu gem thôi. Chứ 1.600.000 rồi vẫn đắt quá à. Không mua được. Cuối cùng thì cũng tìm được một em Engineer có một cái giá hợp lý. 25k gem này các bạn này, hợp lý này. Đây là giá đúng rồi đấy. Thề luôn, mỗi lần mua mấy cái này khó chịu vãi, nó cứ loát đấy các bạn. Ok, mua luôn em Spider TV đi, 18k gem, mua luôn. Đây là những con unit rất là cổ của cái trò chơi này rồi nhá. Nó phải có mặt ở trong game cả hơn một năm nay rồi các bạn ạ. Ok. Tôi cần một con DJ TV Man. Ôi, 469.000 gem, mua luôn. À, Shiba. What the hell, bro? Upgrade Titan Clockman Ultimate có chữ ký các bạn ơi, với cái giá là bao nhiêu nhỉ? 400 mấy chục ngàn gem. Nói chung là tôi vừa đổ, tôi còn lại đúng 15.000 gem các bạn ạ. Wow, let's go. Chúng ta vừa có một cái quả mua unit lời nhất thế kỷ các bạn nhá. Oh my god. Nhưng mà tại sao mình lại vui mừng nhỉ? Bởi vì mình cũng đâu có làm content, mình cũng đâu có chơi con game này nữa nhiều nữa đâu ta. Nhưng mà thôi, mua lời là được rồi các bạn ơi. Chúng ta mua vì mà chúng ta mua một cái deal quá hời. Biết đâu tuần sau hoặc là tháng sau game này nó sập thì tôi hối hận sau. Nhưng mà trước mắt là tôi đã mua được với một cái giá cực kỳ hời. Còn Upgrade Titan Clockman có chữ ký. Ai muốn lấy cái hào quang, ai muốn lấy cái chữ ký, ai muốn lấy cái banner thì tới mà lấy đi. Anh Bi là thần nhường cho hết đó. Và vừa rồi là một cái video chia sẻ về cái hành trình bị ban, lý do tại sao bị ban, các kiểu đà điểu và cái sự thất vọng của Bi đại thần dành cho con game này. Sắp tới thì chắc chắn rồi, tôi sẽ chỉ quay những cái gì đó thật sự là hot thôi, chứ tôi cũng sẽ không có làm content nhiều về con game này nữa đâu các bạn. Bởi vì họ đối xử với các content creator tại Việt Nam, tôi phải nói thật là quá tệ. Hào hán. Mặc dù người chơi tại Việt Nam là chiếm phần đông của cái trò chơi này,
các bạn nhé. Các bạn phải hiểu với tôi về điều như vậy. Và như mọi khi đừng quên đập nát nút like video và đăng ký kênh, giúp cho kênh Vin Đại Thần đạt 300.000 người đăng ký trong cái tháng này luôn nha các bạn nha. Cũng như là hãy nhớ comment cái tên Roblox của các bạn cộng một cái lời gì đó, thì video sau tôi sẽ tặng cho 5 người may mắn con Titan Fanman này các bạn nhé. Tất cả các dịch vụ về toilet self defense đều có tại link bio dưới phần comment. Bây giờ thì bye bye.